Khi gơn báo đối đầu gơn phố phần 2. Ôi dồi ôi, hello mọi người. Bây giờ cả nhà đẩy cho mình lên 10k mắt xem đi. Mình kể lại chuyện của mình Innova với tụi con đi sói cho mọi người xem này. Ê, Linh Bảo livestream kìa mày. Vô xem đi. Trời ơi, chấn động nhở. Ui, Huy Đà, có lên room không? Thì chuyện là bữa mình có đang đợi con Hương ấy để đi chạy phố ấy, thì mình có đi ngang qua đám con Mi, thì mình chỉ vô tình nhìn nó thôi mà nó nói mình liếc nó mọi người ạ. Cái nó Innova mình luôn. Nó pha mình luôn. Mẹ, nhỏ nó chê em mẹ anh ba. Má, tụi mày ba đứa mà chơi ông lại nhỏ đó hả? Chuyện này chuyện tụi đàn bà, anh tham gia vô làm gì anh ba? Để tụi nó tự giải quyết đi. Anh ba phải giúp em chuyến này nha. Chứ không anh ba không bao giờ có được con Mi này đâu. Ê, ẩu đó bà. Bên đấy đòi nồi thì chị kìa nghe. Ôi sợ quá. Này, thích chị bố mình nhất nhá. Chiều ngày mai 2 giờ tại bãi đất trống, tao với mày solo 1-1. Đứa nào mà thua thì quỳ xuống xin lỗi đứa con lại. Ok chưa? Không gặp không về. Má, nhỏ này bánh. Bánh thì mai tao cho em đúc được con. Này, về kêu anh em mai mang đồ chơi tới cho tao. Tới số được chó. Mày chơi tới đâu thì tao chiều. Mày tới đó ra đường ngõ trước ngõ sau. Có chừng đầu mày bắn bó mày sống chó. Nhưng sống với nhau tình nghĩa tao có chứ có sao. Mày giống tao sống với nhau tao không mày đụng cho được.